ý, đây là video tiểu thuyết ghép át hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Nếu là giỏ trúc múc nước, ba ức cực phẩm nguyên thạch bỏ đi, mặc dù là ta, cũng sẽ bị tông môn đánh chết. Ha ha, lệ phi vũ cười to nói, đao kiếm tông kiếm kỹ không dám nói thiên hạ vô song, cũng là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Lấy ta kiến thức, thiên hạ này nếu có ai có thể đủ từ đó ngộ ra một thức kiếm y tới, lệnh tôn phải không hai nhân tuyển trần phong liếc mắt nhìn hắn nói gia phụ từ lâu nhiều năm không cần kiếm có thuộc kiếm đạo của mình mặc dù cổ phi dương kiếm thức có thần kỳ cỡ nào gia phụ cũng tuyệt đối không thể học sau khi hàn quân đình hô lên ba ức toàn bộ bên trong sân hoàn toàn tĩnh mịch lên lại không người hé răng tĩnh ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng không có khai đồng quang từ lâu đã đại hỉ cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán liên tiếp hô hai lần lại không người kêu giá đang muốn gõ định đột nhiên chuyển đến thanh âm của lý vân tiêu bốn ức cái gì lần này càng nổ tung tất cả mọi người đều hoảng sợ dị thường tiểu tử này làm sao sẽ có tiền như vậy lầu hai bên trong bao xương có một người nhịn không được run rẩy trên trán toát ra tảng lớn mồ hôi lạnh chính là thiên nguyên thương hội tô hồng hắn chỉ cảm giác mình hô hấp trở nên cực độ khó khăn há to mồm liều mạng hấp khí không ngừng ôm lấy trái tim mình trong ngực có chút phát cuồng đứng lên hàng quân đình cũng là tức giận dị thường mạnh mẽ vỗ bàn trước người trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn khai đồng quang đã biết việc thiên nguyên thương hội thay lý vân tiêu đảm bảo càng cười cười toét tué toét giơ ngón tay cái lên khen vân tiêu công tử không chỉ có võ quan thiên hạ càng tài quan thiên hạ đảm đương nổi thiên hạ đệ nhất nhân chi vị hắn không có tiết tháo chút nào trắng trợn tâng bốc nịnh bợ tới nhưng không ai cảm thấy không đúng nếu là đổi lại bọn họ phòng trừng vỗ càng lợi hại hơn bốn ức năm nghìn vạn hàng quân đình lạnh giọng nói trong thanh âm kia băng lãnh sát khí xuyên thấu qua kính bích truyền ra khiến kẻ khác cực sợ lý vân tiêu lo lắng nói năm ức chết tiệt hàng quân đình rốt cục tức giận lớn tiếng quát dẹp đường lý vân tiêu ngươi thật muốn cùng với lão hủ đối nghịch sắc mặt của kha đồng quang trầm xuống nổi giận nói làm càn bất luận kẻ nào dám ở hội trường nói uy hiếp liền cút đi cho lão phu mặc kệ ngươi là bất luận kẻ nào hàn quân đình tức không chịu được cắn răng nói sáu ức hắc hắc nếu vị bằng hữu này đã thích như thế vậy hãy để cho cho ngươi đi lý vân tiêu nhẹ nhàng cười nói chết tiệt chết tiệt sắc mặt của hàn quân đình có chút dữ tợn ngụy trang hầu như muốn cởi rơi xuống trên người từng đạo sắc khí tuôn ra ở quanh thân quanh quần cấp giọng gào thét, Lý Vân Tiêu, đây là ngươi tự mình muốn chết, chẳng trách bản quân rồi. Quỳ Hoa bà bà cả kinh, nàng chưa từng thấy qua hàng quân đình nổi giận như vậy, vội hỏi, đại trưởng quỹ, chấn định. nàng vừa quát một tiếng, một đạo âm phù trực tiếp phun ra, khuếch tán ra, chấn đến hàng quân đình cả người run lên, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Quỳ Hoa bà bà cả kinh nói, đại trưởng quỹ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tà ma xâm lấn. Hàng quân đình cũng là chảy ra một thân mồ hôi lạnh tới nàng chưa bao giờ có cảm giác quá khích như vậy vội vàng tĩnh tâm ninh thần nhưng nghĩ đến trả ra ngoài thêm hai ức cực phẩm nguyên thạch đã một trận run và nhức nhối ha ha sau ức nguyên thạch có còn bằng hữu nào càng cao giá hơn hay không đồng quang cũng là một trận kích động vui vẻ phát cuồng đứng lên hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của hàng quân đình thời khắc này càng trong lòng một trận vui sướng kha đại nhân tại hạ có một yêu cầu quá đáng có thể để ta gần gũi đánh giá kiếm này nếu là có thể làm ta hài lòng nói tại hạ nguyện ý ra giá bảy ức một giọng nói chậm rãi truyền tới nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn qua con ngươi của lý vân tiêu hơi co lại nhếch miệng lên đứng lên người nói chuyện chính là một trong bát tượng nam tử tóc tím trong lòng biết trò hay muốn diễn ra bất quá hắn cũng hết sức tò mò nếu là nam tử tóc tím dám ra tay cướp giật không có chân linh trí vũ hắn làm sao có từ đông đảo cường giả vây quanh đào tẩu mặc dù là hắn cũng không có cái nắm chặt này nga ánh mắt của kha đồng quang ngưng tụ tâm tình kích động thoáng cái bình phục xuống tới vị bằng hữu này rất lạ mặt là đối với kiếm này có cái địa phương nào không hiểu sao nam tử tóc tím lạnh lùng nói cũng không phải chỉ là ta tu luyện hạng nhất cảm ứng thần thông đúng vũ kỹ có đặc thù cảm ứng nếu là ta có thể cảm ứng được trong đó kiếm ý như vậy bảy ức cực phẩm nguyên thạch cũng là đáng giá nếu là không cảm ứng được mặc dù là bảy chục triệu cũng nhiều kha đồng quang lạnh lùng nói ngươi không cảm ứng được tịnh không có nghĩa là người khác không cảm ứng được nếu là tổn thương tới kiếm ngươi sẽ gánh nổi sao nam tử tóc tím nói ta tới tham gia bán đấu giá tự nên có quyền lợi quan sát rõ ràng chứ còn nữa ta cảm ứng chỉ cần ở trong vòng thân kiếm ba thước là được nếu như có tổn thương cứ tính cho ta kha đồng quang do dự một chút nhân tiện nói được lên đây đi trước mắt tên nam tử tóc tím này có tu vi bát tinh vũ đế để trong lòng hắn rất có kiên kỵ nhưng nghĩ tới nơi đây cấm chế và các lộ cao thủ cũng không có quá lo lắng nam tử tóc tím nhẹ nhàng cười lăng không bay lên dựng lên chậm rãi rơi vào trên cô đảo ánh mắt của mọi người một chút đều chăm chú vào trên người hắn đều suy đoán lai lịch của người này nam tử tóc tím ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn bên trong hộp kiếm tinh diệt trong mắt hiện lên một đạo tinh mang liền hướng phía tỷ nữ kia đi đến tỷ nữ kia không nhịn được run lên tựa hồ bị khí thế của nam tử tóc tím chấn trụ trong lòng không rõ dâng lên một trận hoảng loạn nam tử tóc tím đi tới trong vòng ba thước liền ngừng lại tà tà cười duỗi hướng phía trước một chảo năm ngón tay hơi nắm một cổ dị lực đẩy ra bốn phía không gian thoáng chút nữ khúc xoay tròn dừng tay trong lòng của kha đồng quang đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác bất an biết có đại sự không ổn hung lệ quát một tiếng sau đó trên người khí tức mạnh ngưng tụ bay nhanh nghiền đè tới quát dẹp đường ngươi muốn làm cái gì hắc hắc nam tử tóc tím chân mày cao lại nhếch miệng lên đứng lên toàn bộ thân thể một chút trở nên hoảng hốt không thật khí tức bá đạo của kha đồng quang trong nháy mắt đè xuống phanh một tiếng thân thể nam tử tóc tím dường như kính quang tan biến mà đồng thời một đạo kiếm khí tử mang hiện ra hướng phía bên ngoài phòng đấu giá kích bắn đi A à, kiếm, tí nữ kéo cái hộp kiếm bỗng nhiên thất thanh kêu lên, lưu quang chuyển động bảo kiếm không biết thế nào đã triệt để không thấy. khắp bầu trời kiếm huy một chút tiêu thất, toàn trường người trong nháy mắt náo loạn. Cái gì? Bên trong sân trực tiếp nổ tung hoa, tất cả mọi người đều đứng lên kinh hãi tột đỉnh, lại có người dám công nhiên cướp giật. Hơn nữa ở trước mắt bao người lại vẫn thành công. Hùng hạng liều mạng trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, không gian phía trước tử mang trực tiếp vặn vẹo hóa thành một cái đại thủ trong suốt mạnh mẽ chụp xuống. Cùng lúc đó trong hội trường không vang lên từng đạo tiếng xé gió trầm muộn một mảnh ngân quang gai mắt nổi lên hơn 10 cổ khí tức võ giả cường đại xuất hiện mỗi người mặc ngân sắc giáp trụ khí chàng cường đại một chút đem mọi người chấn áp trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại trong hư không đại thủ trong suốt lăng không một chảo toàn bộ không gian trực tiếp áp xúc đứng lên hình thành thiên trường không bích phanh tử mang trong nháy mắt bị nghẹt bị một chảo lực ép tới biến hình sau đó bỗng nhiên nổ lên hóa thành ngàn vạn lần tế ti hướng ra bốn phương tám hướng đi không tốt lưu quang độn thuật trong hư không kinh hô một tiếng thân ảnh của hỗ minh nhật nhất thời nổi lên đầy mặt ngạc nhiên nhưng hắn kinh mà chưa loạn trong tay bóp ra một đạo quyết ấn hóa thành vẫn thải điệp liều mạng kích động đôi cánh mạnh mẽ tế xuất con thải điệp kia một chút bị đánh vào bên trong khung đỉnh nhất thời một đạo kim quang tản ra như là hồ điệp dương cánh huyến lệ nhiều màu tẫn thái cực nghiên toàn bộ hội trường chấn động một cái tứ diện nhất thời dựng thẳng lên từng đạo cao to kim sắc quang bích chớp động kim trúc sáng bóng dường như thiết thông vậy đem toàn trường bao lại kim sắc kết giới cùng nhau Hỗ Minh Nhật nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong mắt bắn ra một đạo lạnh lùng hướng khung đính nhìn lại, khuôn mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống tới. Khắp bầu trời tử ảnh một chút mất đi phương hướng, ở trên khung đính chạy như bay, tựa hồ đã bị vây lại. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên ngưng lại, hướng một chỗ góc nhìn lại, ở chỗ đó tầm thường. Một gã nam tử mang theo mặt nạ bảo hộ duỗi hai ngón tay khép lại hướng trong hư không rạch một cái. Một đạo quang mang bé nhọn ở đầu ngón tay chớp động, đem không gian chia cắt. Ánh sáng màu vàng kia trên vách nhất thời phát sinh tiếng chói tai, như là đang cắt kim loại kim trúc khiến kẻ khác một trận ê răng thân ảnh và vũ kỹ của người này lý vân tiêu vừa nhìn liền biết là tuyền tiên sinh nhưng bên trong sân quá mức hỗn loạn Hàn xuất thủ chỉ chốc lát ngoại trừ bên cạnh mấy người ra lại không người phát hiện thẳng đến tiếng chói tai nổi lên lớn mật ngươi làm cái gì sắc mặt của hỗ minh nhật trầm xuống giống giận trường bào xúy động một đạo hồng mang liền chém kích đi tới bầu trời hồng quang lóe lên như là ánh nắng chiều chiếu vân trời cao mặt trời lặn nhưng đã quá muộn Tuyền tiên sinh đã ở trên vách kim sắc quang vẽ ra một đạo dấu vết hình tròn, giơ lên quyền đầu đã đánh xuống. Trên năm ngón tay của hắn cầm lấy ngân sắc chỉ khôi, một mảnh ngân quang nổi lên, bên trong huyễn hóa ra mấy cái thú ảnh, gào thét lớn dùng trên đầu sừng đụng vào. Ầm ầm, kim sắc quang bích trực tiếp từ chỗ phá vỡ một màu đen động tới. Cả mặt kim sắc quang bích đột nhiên lóe lên vừa hiện, hoảng hốt một chút, chỉ để vỡ thành một chút kim mang. Hỗ Minh Nhật Hồng mang cũng lập tức đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên người Tuyền Tiên Sinh, ầm một tiếng nổ tung thân thể của tuyền tiên sinh trong nháy mắt bị nổ phấn thân toái cốt nhưng không thấy tiên huyết mà là hóa thành một chút quang mang lóe lên rồi biến mất toàn bộ hội trường bị một kích này lực sỏ xuyên qua trực tiếp đánh ra một cái lối đi rất nhiều võ giả bị cả kinh phi khai một khối kim sắc quang bích bị hủy vô số tử mang một chút vọt tới hơn 10 tên ngân giáp võ giả thẳng tắp gạt ra đều rút ra trường kiếm tới lăng không chém kích từng đạo kiếm ảnh ở trên khung đính tung hoành đem tảng lớn tử mang chém toái nhưng vẫn như cũ không ít liền xông ra ngoài không tốt người nọ trốn rồi không biết ai hô to một tiếng chỉ thấy lâu vũ thật có tử quang chớp động mấy cái chớp động rơi xuống đã không thấy bóng dáng truy đồng thời truyền lệnh phong thành hỗ minh nhật kinh sợ nảy ra ở trước mắt bao người vạn bảo lâu tuyệt mật phòng thủ trong còn có thể đem bảo vật cướp đi đã vô cùng nhục nhã rồi nếu để cho hắn trốn ra khỏi tân duyên thành sẽ thực sự trở thành chê cười không ít võ giả cũng gia nhập truy kích đại quân một chút toàn bộ trào ra ngoài không tốt nơi này có một truyền tống trận đột nhiên một gã lão giả khô gầy kinh hô lên ở cự ly lâu vũ cách đó không xa trong một cái góc quả nhiên có một truyền tống trận loại nhỏ khoảng cách hơn nữa mặt trên bày đặt cực phẩm linh thạch còn đang lóe lên tinh quang hiển nhiên vừa khởi động không lâu sau mọi người một chút súng lại đến đây gương mặt hỗ minh nhật trong nháy mắt vặn vẹo giận dữ hết lên cha lập tức truy tra ngân giáp vệ sĩ theo ta đuổi hắn vung tay lên một loạt cực phẩm nguyên thạch rơi xuống khảm vào trong trận pháp truyền tống chi quang lần thứ hai sáng lên hỗ minh nhật và ngân giáp vệ sĩ bay vào trong trận pháp rất nhanh thì bị truyền tống ra ngoài. Chuyện xảy ra đột nhiên, Tân Duyên Thành đã khởi động phong thành, mong rằng chư vị ở trong thành đợi một đoạn thời gian, mang tới cho mọi người bất tiện, mong được tha thứ. Sắc mặt của Kha Đồng Quang cực kỳ khó coi, cao giọng hướng phía mọi người nói. Trong lòng của mọi người tuy có bất mãn, nhưng cũng biết lúc này nhìn vạn lần không thể cùng với vạn bảo lâu tranh cãi, bằng không vô cùng có khả năng trở thành nơi chút giận. Vì vậy ai nấy thông tình đạt lý đứng lên, đều kêu lên, đây là chúng ta phải làm. Vạn bảo lâu nếu là có phải dùng tới tại hạ, cứ việc nói. Không có việc gì, cùng lắm thì ở tĩnh nhã thánh địa ở một năm nửa năm chờ đợi. Khai Đồng Quang lúc này mới sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nói, đa tạ chư vị lý giải, phàm là người trợ giúp vạn bảo lâu bắt được hung thủ. Thưởng cho ba ức cực phẩm nguyên thạch, nếu cung cấp đầu mối có giá trị, căn cứ giá trị thưởng cho. Phía dưới một chút xôn xao, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Ba ức cực phẩm nguyên thạch cũng đủ đả động bọn họ bán mạng rồi, mặc dù thực lực đối phương cao cường, nhưng chỉ cần cung cấp đầu mối là có thể có thưởng, chính mình dụng tâm tìm xem, nói không chừng thật có thể có phát hiện. Kha Đồng Quang lại nói, mời bằng hữu trước đó chụp được liễu khỉ tinh thảo và hội tâm nhất kích đến hậu trường đổi vật phẩm, còn lại người đều có tự tản đi, không cần rối loạn hội trường. Cả người hắn có chút cụt hứng đứng lên, cùng với lúc trước thần kiếm tinh diệt đánh ra sáu ức giá trên trời thì hưng phấn tuyệt nhiên tương phản, tâm tình thất lạc quá lớn. Mạc Hoa Nguyên nói, Vân Thiếu, ta cùng ngươi cùng đi thôi. Lý Vân Tiêu đạm nhiên cười nói, không cần, liền tư biệt tại đây đi, ta lấy được đồ vật sẽ rời đi Tân Duyên Thành rời khỏi mạc hoa nguyên cả kinh nói tân duyên thành không phải là bị phong tỏa sao hán trầm tư một chút nói nếu là vân thiếu thật sự có việc gấp ta có thể đứng ra đảm bảo nói vậy thương minh vẫn là sẽ bán ta một chút bộ mặt lý vân tiêu cười nói không cần nếu nói phong thành bất quá là một chuyện tiếu lâm làm dáng một chút để người nhìn giá giới tử không gian đấu giá hội tràng đều ngăn không được người nọ một tòa thành trì to như vậy căn bản không thể nào ngăn lại mạc hoa nguyên không ngừng gật đầu nói cũng đúng không biết người phương nào lớn mật như thế hơn nữa một chiêu kia lưu quang hàng vạn hàng nghìn độn thuật thần thông càng không thể tưởng tượng nổi bị hắn chạy thoát cũng không may mắn trong mắt của lý vân tiêu mỉm cười nói mắt thấy vị tất là thật mạc hoa nguyên sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ đứng lên lý vân tiêu mỉm cười tuy rằng thần kiếm đã mất nhưng hắn tuyệt không lo lắng bởi vì hắn có thể xác định nam tử tóc tím còn ở trong hội trường căn bản không có đào tẩu lúc kim sắc kết giới bị phá người nọ hô to trốn chính là tử thần cung vị lam bảo nam tử kia mà tìm được truyền tống trận đem hỗ minh nhật lừa gạt đi còn lại là phách thiên hổ từ hành động của hai người này có thể thấy được nam tử tóc tím tất nhiên còn ở bên trong hội trường chỉ bất quá thi triển một loại bí thuật giấu đi trong lòng lý vân tiêu cũng âm thầm bội phục bốn người này tới mỗi người dùng hết sở trường phối hợp thiên y vô phùng một chút đem tất cả mọi người lừa rồi do đó hắn hiện tại tuyệt đối không vội tử thân cung mấy người kia trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đi ra tất sẽ thừa loạn ly khai ngoài thành đến lúc cái cỡ chung truyền tống trận sử dụng mới là thủ đoạn để bọn hắn rời đi do đó hắn yên tâm đến lấy thập giai thần thảo vân tiêu công tử bên này mời lý vân tiêu đi tới hậu trường sống có mỹ tì chờ ở nguyên tiếp hắn gật đầu một cái liền theo đi qua giao dịch ở bên trong một cái nhà tinh mỹ đứng ở phía ngoài bốn gã ngân giáp võ giả khi thế bất phàm tên lão giả trục được hội tâm nhất kích cũng ở trong đó vẻ mặt nhức nhối lấy ra nguyên thạch đổi được quyển trục lúc này mới lộ ra sắc mặt vui mừng hơi chút nhìn liền thu vào lý vân tiêu xác nhận hộp ngọc liền hoàn thành giao dịch tên nam nhân phụ trách hai người giao dịch mở miệng nói nơi đây có cỡ trung truyền tống trận hai vị có thể trực tiếp từ nơi này rời khỏi để tránh khỏi tao ngộ bất tiện phiền phức tên lão giả kia nhìn lý vân tiêu một cái nhân tiện nói bất quá mục đích truyền tống ra chỗ nào nam tử cười nói phụ cận vài tòa thành nhỏ đều có thể đến toàn bộ từ nhị vị tự do lão giả có chút do dự bất định nhìn lý vân tiêu tựa hồ muốn nhìn một chút ý kiến của hắn lý vân tiêu lạnh nhạt nói quy phái thật là hảo ý ta tâm lĩnh đáng tiếc còn có chuyện quan trọng muốn nán lại tân duyên thành sẽ không đã quấy giày quý phái rồi trên mặt của lão giả kia lộ ra vẻ kinh dị tới hiển nhiên là thấy lý vân tiêu gan lớn mà cảm thấy giật mình nam tử nói đã như vậy vân tiêu công tử tự mình cẩn thận một chút lý vân tiêu cáo từ mấy người từ phía sau đài đi ra toàn bộ hội trường đã hoàn toàn là khoảng không hắn cũng một chút ra giới tử không gian hơi chút cảm ứng một chút trên mặt lộ ra một tia cười nhạt hắn có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của thần kiếm quả nhiên còn ở bên trong thành này thương binh cũng không phải trái hồng mềm gì từ thân bát tượng vẫn là lòng có kiên kỵ tạm thời không dám ra thành lý vân tiêu ngược lại cũng không vội mà đi tìm bọn họ dù sao ở trong tân duyên thành một ngày động thủ thần kiếm sợ là cũng bị vạn bảo lâu thu đi trở về hắn chỉ cần chậm đợi người của bát tượng rời đi sau đó theo đuôi đi ra ngoài là được vân tiêu công tử đang cân nhắc phía sau đột nhiên một người khẽ gọi hắn một tiếng lý vân tiêu xoay người sang chỗ khác chỉ thấy một gã bạch y lão giả sắc mặt hồng nhuận tuy rằng khí tức nội liễm nhưng hắn liếc mắt liền nhìn thấu tu vi của đối phương đúng là bát tinh vũ đế cường giả lão hủ ngưỡng mộc chính là thiên ưng thần miếu đại quản gia bản môn đại lão ra muốn mời vân tiêu công tử một hồi lão giả khiêm tốn lễ độ nói một trong bắc vực thập đại tông phái thiên ưng thần miếu lý vân tiêu ánh mắt trầm xuống nói tông chủ của các ngươi vẫn là ngưỡng thiên hạo ngưỡng mộc sắc mặt bình tĩnh trả lời đúng thế xin mời vân tiêu công tử hạ mình một chuyến lý vân tiêu duỗi người cười ha hả nói rằng bản công tử bề bộ nhiều việc có chuyện gì nói thẳng ra đi hạ mình thì miễn đi ngưỡng mộc trong mắt không thể phát giác hiện lên một tia giận dữ nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói có chuyện gì lão hủ cũng không biết nhưng tông chủ đại nhân tự mình có lời mời tất nhiên là chuyện quan trọng lý vân tiêu nói vậy hãy để cho ngưỡng thiên hạo tự mình mà nói đi ngưỡng mộc rốt cục tức giận rồi khiển trách lý vân tiêu chẳng lẽ ngươi tự đại đến có thể cùng tông chủ ngồi ngang hàng lý vân tiêu lo lắng nói đây không phải là vấn đề ngồi ngang hàng hay không đây là vấn đề thái độ là hắn tìm ta cũng không phải ta tìm hắn. Nói xong, hắn không để ý ngưỡng mộc ngây ngốc tại chỗ, hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Một lát sau, hắn đi thẳng đến Nam Thành Môn phụ cận, tùy tiện tìm một nhà lữ điếm ở lại. Hắn hiện tại cũng không nóng lòng ra khỏi thành, rời khỏi đấu giá hội giới tử không gian, liền phát hiện không ít võ giả đang âm thầm theo dõi chính mình. Vì để tránh cho phiền phức, để tránh khỏi bại lộ từ thần bát tượng kế hoạch, hắn lựa chọn tạm thời lưu lại, tùy thời mà động. Hừng, Vân Tiêu công tử cái giá thật là lớn. Hắn vừa một bước vào trong điếm, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng hừ lạnh một cổ uy áp vô hình ở trên khoảng không hội tụ tứ diện mây đen cũng đắp đính mà đến phụ cận võ giả tất cả đều sắc mặt đại biến biết có đại nhân vật giá lâm cả kinh mọi nơi thoát đi trong nháy mắt đã lao ra hơn 10 đạo quang mang hướng về bốn phương tám hướng đi để tránh khỏi trở thành cá trong chậu bị vả lây còn có chút người cũng không rời khỏi chỉ là khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại bọn họ không tin có người dám ở tân duyên thành tùy tiện làm càn trên bầu trời mây đen cuồn cuộn một chút liên dần dần hiện lên mấy đạo nhân ảnh tiền phương một gã nam tử mặc vân cẩm bảo y ngồi ở ghế trên thần thái ngạo nghễ trong mắt chớp động tức giận lý vân tiêu ngẩng đầu lên liếc mắt liền nhận ra người ngồi trên ghế đó là thiên ưng thần miếu chi chủ ngưỡng thiên hạo thiên ưng thần miếu đứng hàng một trong bắc vực thập đại tông phái hơn nữa dưới nó quản hạt một đế quốc tại bắc vực lớn nhất có hàng tỷ thần dân chiều bái các loại tu luyện tài nguyên cái gì cần có đều có ngưỡng mộc bình tĩnh đứng ở phía sau hắn còn có bốn gã nam tử khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thần thái ngạo nghễ cũng là khí chàng rất mạnh ngưỡng thiên hạo tuy rằng trong lòng cực kỳ tức giận nhưng dù sao cũng là nhất phương tông chủ vẫn phải là tức giận độ lạnh lùng nói bản tọa phái thiên ưng thần miếu đại quản sự tới mời cư nhiên không mời nổi các hạ lẽ nào thiên ưng thần miếu ở trong lòng các hạ chút mặt mũi này cũng không có sao cái gì thiên ưng thần miếu bốn phía võ giả đều là cả kinh rốt cục sắc mặt thay đổi mấy lần sau đó đều bay rời đi bọn họ khiếp sợ đồng thời càng hiếu kỳ người tuổi trẻ kia rốt cuộc là ai cũng dám không để cho thiên ưng thần miếu mặt mũi lý vân tiêu ngồi ở một cái ghế gỗ thản nhiên uống trà, nói, ta ngồi ở trong lữ điếm uống trà. Ngươi ngồi ở trên trời vân, quay về ta đại hống đại khiếu, thử hỏi là ngươi cái giá lớn hay là ta cái giá lớn đây. Đám người ngưỡng thiên hạo xuất hiện, đã kinh động một tảng lớn, từ lâu rất xa bù đầy người, đều đang lẳng lặng quan vọng. Nghe được Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, đều là toàn bộ té xỉu. Làm can, tông chủ chính là nhất phương bá chủ, thiên hạ hào kiệt, ngươi thì tính là cái thá gì? Phía sau một gã võ giả sắc mặt âm trầm nhãn thần phát lạnh, tại chỗ tức giận không ngớt. Được rồi, các ngươi trâu bò, ta không coi vào đâu. Xin hãy mấy từ đâu tới trở về nơi đó đi, thiên ưng thần miếu ta không thể trêu vào, cuối cùng tránh khỏi đi." Lý Vân Tiêu cũng không động nộ, chỉ là vẻ mặt không sao cả đạm nhiên nói rằng. Võ giả kia giận tím mặt, đang muốn phát tác, lại bị Ngưỡng Thiên Hạo ngăn lại xuống tới. Nghe nói Vân Tiêu công tử thái độ làm người cùng vọng không có giới hạn, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ta hôm nay đến đây là muốn cùng với công tử thương lượng một việc." Ngưỡng Thiên Hạo vỗ phía bên phải tay vịn, bầu trời mây đen trong nháy mắt tản ra một đạo quang mang bay rơi xuống mấy người nhất thời xuất hiện ở trước cửa lữ điếm bốn phía võ giả tất cả đều kinh hãi đồng thời cũng rõ ràng thân phận lý vân tiêu các loại nghị luận ẩm ỉ đứng lên thảo nào phép lối như vậy thảo nào thiên ưng thần miếu chi chủ sẽ đích thân đến mà đến nếu là người ta có thái độ này sợ rằng đã sớm chết một vạn lần rồi ngưỡng thiên hạo đi thẳng tới bên cạnh lý vân tiêu trực tiếp lôi cái băng ngồi ngồi xuống ngưỡng mộc lập tức mang tới trà bắt đầu châm trà đứng lên trong điếm nhân viên sớm ở trước khi bọn hắn xuất hiện bỏ chạy hết bốn gã võ giả sắc mặt lạnh lùng còn lại là đứng ở trước cửa không được bất luận kẻ nào tới gần trong mắt của lý vân tiêu mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái nói đây coi như có điểm thành ý nói đi chuyện gì ngưỡng thiên hạo từ lúc hồi lâu trước đây hắn liền gặp qua lúc đó còn bất quá là một gã hậu bối trẻ tuổi vừa bước vào vũ đế nhưng ở bắc vực hàng đầu thập phần vang dội là người nổi bật trong trẻ tuổi một đời sau lại quả nhiên không phụ kỳ vọng ngồi lên thiên ưng thần miếu tông chủ chi vị uy vọng cực cao thái độ của hắn lập tức dẫn tới đám người ngưỡng mộc cực kỳ bất mãn bốn gã võ giả càng hận không thể xông lên xé xác hắn ngưỡng thiên hạo cũng là lạnh lùng cười nói vân tiêu công tử quả nhiên là người phi phàm bản tọa cũng sẽ không nói lời khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi vân tiêu công tử ở trên đấu giá hội vũ khỉ tinh lan có thể cắt nhường cho ta được không bản tọa nguyện ra ngang giá lý vân tiêu chưa phát giác ra có chút kỳ quái nói các hạ nếu thích vừa rồi đấu giá hội vì sao không ra tay ngưỡng thiên hạo cười nói lúc trước có chút tình huống không tiện nói rõ còn mong muốn Vân Tiêu công tử có thể bỏ những thứ yêu thích. Lý Vân Tiêu nói, xin các hạ quay về đi, cho dù ngươi ra giá gấp 10, ta cũng sẽ không bán. Hắn đây là nói đúng là lời thật, thường nhân đối với thập giai thần thảo giá trị chỉ cực hạn ở thuốc dùng giá trị, mặc dù là thuật luyện sư cũng tối đa còn có một cái giá trị nghiên cứu, chỉ có Lý Vân Tiêu mới hiểu được, bên trong thần thảo giá trị lớn nhất liền ở chỗ thập giai quy tắc chi lực. Dưới phiến bầu trời này đã không có thập phương quy tắc, do đó bất luận một kiện vật phẩm nào còn lưu lại thập phương quy tắc đều là tồn tại không cách nào lường được mà lúc trước hắn sở dĩ chủ động làm tay sai của cửu di cũng là vì dình trong đó quy tắc chi lực còn ở hay không kết quả làm hắn hết sức hài lòng bên trong thật có lực lượng hắn vô pháp hiểu được còn sót lại bên trong trên đấu giá hội nếu là hắn mua không được thần thảo mà nói đều dự định không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ đoạt lấy do đó giá cả gấp 10 lần không bán đích thật là ý tưởng chân thật của hắn nhưng đứng ở trong tay đám người ngưỡng thiên hạo cũng có một phen ý tứ khác ngưỡng mộc cả giận nói vân tiêu công tử ăn ở cũng không thể lòng tham không đáy ngưỡng thiên hạo cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần trầm giọng nói vân tiêu công tử vật ấy ta hôm nay là tình thế bắt buộc ngươi mở điều kiện đi chỉ cần bản tọa đủ khả năng ta liền đáp ứng ngươi tông chủ đại nhân ngưỡng mộc cả kinh có chút khó có thể tin dĩ nhiên hội khai ra điều kiện phong phú như vậy lý vân tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn lắc đầu hít một tiếng nói nếu là cái đồ vậy khác có các hạ lời hứa hẹn này tất nhiên sẽ đổi nhưng vật ấy thật tình đối với ta tác dụng quá lớn vạn kim không bán ngưỡng thiên hạo sắc mặt đại biến trong sát na âm trầm xuống biết lần này thương nghị không có thiện quả nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định trầm giọng nói vân tiêu công tử có thể cân nhắc thêm nữa năng lực của thiên ưng thần miếu không phải môn phái bình thường có thể so sánh được lý vân tiêu than thở không cần suy tính bầu không khí nhất thời thoáng cái cương cứng ngưỡng thiên hạo sắc mặt âm trầm một trận mới lên tiếng không bằng như vậy chúng ta đánh cuộc một lần nếu là vân tiêu công tử thua liền đem thập giai thần thảo này cho ta lý vân tiêu khẽ hừ một tiếng nói không có hứng thú. Ngưỡng Thiên Hạo lạnh lùng nói, chưa có cự tuyệt nhanh như vậy, lại nhìn xem tiền đặt của của ta lại nói. Hắn vỗ bàn một cái, nhất thời lưỡng đạo quang mang ở lòng bàn tay phía trước hiện lên, dần dần hóa ra hai vật tới. Đây là, trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh, hai kiện đồ vật thực sự là trên đấu giá hội, bị chu sở cướp đi. Chỉ linh bàn và địa tinh thiết, trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện hắn liền hiểu rõ ra. Ngưỡng Thiên Hạo này tất nhiên là chu sở tìm người tới, chỉ là không biết ý muốn như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt ngưỡng thiên hạo quan sát thần sắc của hắn nhẹ nhàng cười nói vân tiêu công tử thay đổi chủ ý chứ lý vân tiêu trầm giọng nói cách đánh cuộc thế nào ngưỡng thiên hạo ánh mắt lạnh lẽo võ giả tự nhiên là phải cược một chữ võ rồi lý vân tiêu cười lạnh nói các hạ thân là thiên ưng thần miếu chi chủ không biết xấu hổ cùng với ta nói võ quyết còn cần mặt mũi hay không làm càn ngưỡng mộc chấn nộ quát một tiếng ngưỡng thiên hạo làm một thủ thế an tĩnh lúc này mới nói vân tiêu công tử thân là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện thực lực vị tất ở dưới bản tọa. Đương nhiên, bản tọa dù sao lớn hơn vài tuổi, cứ như vậy tiến hành võ quyết đích xác có điều bất công, không bằng lấy chiêu thức, có lẽ lấy thời gian là hạn, chỉ cần Vân Tiêu công tử có thể đứng ở bất bại, xem như là bản tọa thua. Nga, có chuyện tốt bực này, Lý Vân Tiêu một chút liền hiểu ý đồ của đối phương, cũng hiểu ý đồ của Chu Sở, là muốn thử thực lực chân thật của mình. Cái chú ý này tất nhiên là Tần Xuyên nghĩ ra được, lấy Chu Sở đầu heo, căn bản không có trí tuệ như thế. Hai món đồ này chắc là ở trong tay Chu Sở lấy chỉ số thông minh của các hạ hẳn sẽ không không rõ mình bị người đương thương đùa bỡn đi lý vân tiêu chậm rãi nói ha hả chỉ cần có đầy đủ lợi ích làm thương cho người thì có là gì ngưỡng thiên hạo cười to nói nếu vân tiêu công tử cũng biết ta sẽ không che đậy cái gì đích thật là tần xuyên và chu sở công tử mời ta tới về phần bọn hắn là có mục đích gì ta không đi phỏng đoán cũng không muốn minh bạch chỉ cần bọn họ cho ta đủ lợi ích cũng đủ đà động ta liền đi tần xuyên và chu sở hai người quyền cao chức trọng có thể dành cho thiên ưng thần miếu lợi ích rất nhiều có thể đả động ngưỡng thiên hạo để hắn đến đây cũng không phải việc khó gì ngưỡng thiên hạo nghiêm mặt nói ta cũng không nguyện cùng với vân tiêu công tử là địch chỉ cần vân tiêu công tử có thể trao đổi thập giai thần thảo để ta đạt được trở về ăn nói là được tần xuyên công tử biết vân tiêu công tử tất nhiên không chịu trao đổi lúc này mới đem hai vật này giao cho ta đem làm tiền đặt cuộc lợi thế bắt đầu ta còn không tin bây giờ là tin lý vân tiêu ngưng thanh nói hai món đồ này đích thật là ta tình thế bắt buộc tần xuyên chiêu này đích xác cao minh thứ nhất đem hai vật này cho ngươi thay chu sở bỏ đi phiền phức thứ hai lại đem ngươi làm thương đùa giỡn đích thật là cây thương tốt lần đánh cược này cách đánh cuộc ra sao ngưỡng thiên hạo nói đón đỡ mười chiêu của ta không chết hoặc giả dưới võ quyết chống đỡ được nửa canh giờ không chết đón đỡ mười chiêu lý vân tiêu cười khẩy nói ngưỡng thiên hạo đại tông chủ ngươi còn muốn mặt sao lấy ngươi cửu tinh trung giai vũ đế chi lực áp ta ta chính là một gã thất tinh vũ đế mới có thể tiếp được ngươi mười chiêu sao ngưỡng thiên hạo cười nói Vân Tiêu công tử Tu Vi thâm bất khả chắc ở trên hải mục chấn ngạnh kháng tử lôi thiên kiếp bản tọa mười chiêu đều không có chút nào lòng tin có thể đánh chết ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngạnh kháng tử lôi thiên kiếp loại tin đồn vô căn cứ này ngươi tin không? Ngưỡng Thiên Hạo nghiêm mặt nói, vốn là không tin nhưng ở chàng có không ít nhân vật thân phận rất cao chính là thấy tận mắt ta là tin chính thành. Lý Vân Tiêu kiên quyết phủ quyết nói, ngạnh kháng 10 chiêu tuyệt không khả năng các hạ cũng quá để mắt ta. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói. Vân Tiêu công tử chỉ cần ở trong tay ta có thể chống nổi nửa canh giờ không chết, cũng coi như người thắng. Ta nghe nói Vân Tiêu công tử thân pháp cũng là thiên hạ vô song, nói không chừng trong nửa canh giờ ta ngay cả tay áo bảo của ngươi đều không sờ tới đây. Lý Vân Tiêu do dự đứng lên, nếu là phổ thông cửu tinh trung giai vũ đế, hắn cũng có cực đại lòng tin tiếp được đối phương 10 chiêu, nhưng ngưỡng thiên hạo bất đồng. Ngưỡng thiên hạo hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng ở hắn tung hoành thiên hạ, người này đó là một trong tân tinh nổi bật nhất, giống như là bây giờ Bắc vực tứ tú, bản thân đã có thực lực vượt cấp sát nhân. Hơn nữa hắn hiện tại bày ra tu vi cửu tinh trung giai, cũng không biết là thật hay giả, nếu là có điều giấu giếm, chính mình ngạnh kháng 10 chiêu, vậy thì thật là muốn chết. Được, liên cực cái này, đem hai cái cân nhắc, Lý Vân Tiêu lựa chọn cái sau, hắn đối với thân pháp chi thuật của mình vẫn có lòng tin cực lớn. Nghe nói Tân Duyên Thành lôi đài lớn nhất dung hợp các loại không gian quy tắc, có thể kháng trụ cửu tinh vũ đế công kích mà không hủy hoại, vừa lúc có thể tự mình thí nghiệm một chút, Lý Vân Tiêu đạm nhiên nói rằng. Ngưỡng Mộc đột nhiên nói, không được, lần này đánh cuộc, phải đến ngoài thành chỗ không có người tiến hành. Cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngưỡng Thiên Hạo, lạnh lùng nói, "Ngưỡng Tông chủ đây là đang cùng với ta nói dẫn sao?" Ngưỡng Thiên Hạo nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ngưỡng Mộc nói không sai, lần này đánh cuộc phải ở chỗ không có người tiến hành. Dù sao ta thân là Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ, nếu là việc bắt nạt ngươi truyền ra ngoài, thật là không thích hợp. Nếu là đánh cuộc để ngươi thắng, bị thế nhân biết được thì càng thêm không ổn." Hắn lại thoải mái đem trong lòng lo lắng nói ra, nói, lần này võ quyết chỉ vì lợi ích của mỗi người tranh đoạt giới hạn ở giữa ngươi và ta ta không muốn đem uy vọng của thiên ưng thần miếu đáp đi vào ánh mắt của lý vân tiêu lạnh lẽo châm chọc nói chê cười ta nào biết đại tông chủ cũng không phải mượn võ quyết tên muốn đem ta đánh chết đây nếu là không có người bên ngoài chứng kiến nhậm chức từ các người lấy thùng úp voi rồi ngưỡng thiên hạo cười nói vân tiêu công tử có nắm chắc ở trong tay ta chống nổi nửa canh giờ thực lực như thế nếu là nhất tâm muốn rời đi ta làm sao có thể lưu lại được ngươi lý vân tiêu vẻ mặt âm trầm nói nếu là các ngươi không biết xấu hổ vây công tới, coi như là cửu tinh đỉnh phong thực lực, cũng chưa chắc đi được. Ngưỡng mộc khiển trách, lấy tín dự và uy vọng của thiên ưng thần miếu ta, sao lại làm việc vô sỉ bực này. Sắc mặt hắn vừa chuyển, vẻ châm chọc hiện lên ở khóe miệng, cười lạnh nói, không dám cứ việc nói thẳng, ta khuyên ngươi trái lại dâng thập giai thần thảo thật là tốt, miễn cho mất mặt bỏ mệnh. Lý Vân Tiêu cười khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, loại phép khích tướng cấp thấp này tự nhiên sẽ không dùng được. Ngưỡng Mộc ở dưới ánh mắt trong suốt của hắn ngương mắt nhìn, không khỏi lão mặt đỏ lên, cảm thấy nóng hừng hực